Mình chào các bạn đã đến với kênh Sang Huỳnh Vlog mình nha. Mình đi từ tối giờ thì mình cũng đã đến được cái điểm câu rồi các bạn ơi. Để mình quay sơ địa hình hôm nay mình câu cho các bạn xem nha. Đây, địa hình hôm nay mình câu đi nha các bạn. Hôm nay mình trở lại cái điểm câu cũ mà bữa mình ở trúng bay đến thác lát ấy các bạn. Hôm nay mình thấy nước đùi cũng đẹp lắm. Đi chùa cũng mình có anh Cường nữa nha. Anh Cường chào nha, có anh Cường. Có nha. Anh Cường bữa nay là lặn lội đường xa nha các bạn. Rồi, để chút mình câu cá mình quay cho các bạn xem á. Mình đã chúc các bạn xem clip vui vẻ. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ nha. Mình nói cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc cùng gia đình nha. Đây là lục bình này là người ta nuôi nha các bạn. Nên anh em cần thủ câu móc lỗ cũng vừa phải đó nha các bạn. Rồi. Ăn các bạn ạ. Đấy lại. Ui cá rô các bạn ơi. Ui cá rô các bạn ơi. Ui, nó vô nó xì tim luôn các bạn ơi. Wow. Cá đẹp các bạn ơi. Để mình gỡ rồi. Cá rô nữa các bạn ơi. Cá cũng mập nha các bạn. Để mình đưa vô mình gỡ. Ăn liền luôn rồi bạn ơi. Gì đây các bạn ơi. Bỏ xuống là chưa chạm đáy là nó tha rồi các bạn ơi. Trời ơi, cá rô các bạn ơi. Cá rô các bạn ơi. Trời ơi, quá đại các bạn ơi. Nước chảy mình bỏ mồi xuống chưa chạm đáy là nó thịt liền các bạn ơi. Quá đại các bạn à. Để mình gỡ luôn. Cường lên cá nha các bạn. Câu không có thôi chứ có là có cái cỡ này không các bạn à. Được, được, được. Ăn rồi bạn ạ. Rồi, cá rô các bạn ơi. Ừ, mập nút à. Ừ, cá đẹp bạn ơi. Cá rô các bạn ơi.
Cá ngon các bạn ơi. Cá giải bóng vợ luôn, vỏ đã rồi để em gỡ luôn. Ăn rồi các bạn ơi. Cái rô các bạn ơi. Cá ngon các bạn ơi. Để mình gỡ luôn. Ôi, nhóm nhóm mà lụm các bạn ạ. À, nó chịu nổi không? Lồi vào thì ớt hình chứ. Cái đọt tràm cái rô các bạn ạ. À, đếm đưa cho mình gỡ luôn rồi. Cá giòn giòn không anh Cường ơi. Chết rồi các bạn ạ. Chút nút rồi các bạn ạ. Cá gì cũng được các bạn ơi. Cá ruộng các bạn ơi. Mầm nút à. Cá cỡ này được nha các bạn. Để mình gỡ luôn. Rồi các bạn ơi. Cá trên ruộng nhỏ nhỏ không nha các bạn. Cá này về chiên giòn luôn các bạn ạ.
ngậm dưới luôn bạn ơi. Ăn rồi bạn ơi. Thôi chết rồi, có chút khét các bạn ơi. Ăn liền luôn các bạn ơi. Cái con các bạn ơi. Tính đâu có bự không. Chạy là chứ gì. 5-12 tháng đục đường cái cũng chảy nữa, chịu nổi không? Ăn rồi bạn ạ. Từ sáng chứ câu kinh không có các bạn ơi. Giờ mình chuyển ra ruộng mình câu luôn rồi. Ăn rồi bạn ạ. Ừ, cá rô con các bạn ơi, ra ruộng giờ cá rô con không à. Bỏ xuống là dứt liền các bạn ơi. Đây, bữa nay được nhiêu đây đây nha các bạn. Cá cũng ngon ngon không nha. Rồi, giờ mình cũng ra mình về đến trường luôn nha các bạn. Đến đây mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn sức khỏe, hạnh phúc cùng gia đình.